thí nghiệm không? Được đến cái vạch màu xanh.
Cái gì cho tí? Đổ hai mực nước bằng nhau đúng không? Bỏ tay ra nào Si ơi, để anh Vi làm thí nghiệm. Đầu tiên Vi mở cái nắp này ra. Đâu có mở được đâu. Đây. Con đâu có mở được cái nắp. Đây là dầu ăn này, dầu ô liu này. Con đâu có mở được cái nắp này. Còn cái này là bỏ hút này. Nó có màu vàng đúng không? Cái Si để đây. Vi thấy á, Vi lấy cái dầu ô liu này, Vi đổ vào một cái chai này. Mặt nước đúng không? Bên dưới thì nó đâu có, nó có không có hòa tan, nó phải một cái lớp này đúng không? Rồi còn bây giờ hai anh em đổ cái này vào. Còn cái này thì nó không hòa tan này, thấy không? Đúng không? Đúng rồi, tại vì không. Tại vì có cho cái này vào cái dầu ăn thì nó không hòa tan, còn nước ngọt thì hòa tan. Đó là Vi làm thí nghiệm gì, Vi nói với các bạn đi. Hôm nay Vi làm thí nghiệm gì? Đây là thí nghiệm đây. Nước với gì? Nước với... Đây, đây là dầu, em sẽ bỏ cái này vào đây đúng không? Đây, mình xem nè. Đây chưa? Giờ cũng suy suy là cái này nè. Vi làm thí nghiệm hòa tan và không hòa tan. Hòa tan. Đây dầu là ăn. Không hòa tan đúng không? Dầu ăn là không hòa tan. Hòa tan nó không hòa tan thì nó đóng thành một cái lớp ở trên bề mặt của cái ly nước thì nó không hòa tan. Còn cái nước ngọt này á, nó biến thành màu vàng, nó hòa tan trong nước và nó đổi màu nước luôn. Thế không? Mày làm sinh viên hả? Đây, thí đầu nghiệm tiên là thứ 3. Thí nghiệm là chúng ta có một chai dầu ăn, hai ly nước giống nhau. Và dầu ăn thì nó nổi lên trên mặt nước. Còn nước ngọt thì nó hòa tan. Cái này không hòa tan, cái này hòa tan. Rồi, thôi.